Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Bên nhà thầy Chino. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mì hai cơm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mì chăm tép nha các bạn. Bởi vì có mì hai tôm, tại sao mình có tép mà mình không nghĩ ra mì chăm tép? Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mì chăm tép nha. Đầu tiên mình cần chuẩn bị là mì. Mì gì cũng được các bạn. Các bạn nhưng mà mình thích ăn mì hảo hảo, mình sẽ lấy mì hảo hảo nè. Mì sẽ cắt đây. Nãy giờ em mình cứ cắt trước luôn. Chạy chạy cái kéo mình nó đi ngáo ngáo không ta. Bỏ gói thức này vô. Mình rất là thích ăn hảo hảo thần thánh nha mẹ. Bởi vì nó chua chua cay cay rất là ngon. Mình ăn cái này nó cho hơi nhiều gia vị, mình chứ lấy ít thôi. Không lấy hết bởi vì nó mặn. Thôi bỏ vô. Bỏ vô nha bạn. Cái muối này nó bị đậm đà lắm mà chi mà mình muốn bỏ vô là nó hắc xì quá trời luôn. Tiếp theo là bỏ dầu. Ui. Mấy đồ bếp thực thụ trong két ghê vậy. Giờ mình sẽ bỏ tép vô. Phần quan trọng nhất chính là 100 con tép. Nè bỏ trước đi. Cũng được, chắc hơi lâu. Sao lâu, đổ vô cái ẹt là xong. Nhưng mà đúng trên bếp chứ. Giờ mình, các bạn bỏ vô chung với mình nha. Thằng này nó rảnh quá nhờ. Mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó rảnh quá bạn ơi. Nó ăn tô mì chắc tới sáng mai. Vậy cho nhanh. Chắc vậy, chắc ui trong con tép mày. Lại qua từng con nữa. 1 con nữa. 5 con, 8 con. Sẽ bỏ thôi, chắc thêm một muỗng nữa đủ rồi. Đi đếm khỏi đất cho ngày mai. Ok. Như đây mình sẽ đếm thử. Đủ chăm chưa? Đếm ở đâu đây? 1, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 24, 25, 21, 22, 27, 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 và cuối cùng 9. Cũng được 100 con tép. Cuối cùng 100 con tép luôn. 100 con tép thì mình sẽ nấu nước nha mày. Thấy tụi mình rảnh không? Quá rảnh. Ê mà ai sao không nhận tép bị trời. Coi chừng nãy giờ sao? Nửa tiếng đồng hồ vậy. Vì nó hơi dặn. Cái lục của mình nó sẽ làm lên ngon lắm nè. Mình thích ăn nhiều nước rồi bỏ thêm ít nước vô mình ăn. Ủa sao nước đặc biệt cuối cùng cũng hãy. Ok. Và cho nó mềm mì thêm cho miếng vô coi. Ok. Mình sẽ đợi cho nó mềm mì ha. Thì đó mình sẽ cốc. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn luôn nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Bỏ thêm nước mì. Con tiếp. Mì nãy bạn nó dai dai, còn nước đó, nước gia vị thì nó lên chua cay, nước chua chua ngọt ngọt cay cay đó bạn. Xem con tép nó bùi bùi rất là ngon. Một số một công ơi ta nổi ngon. Thành quả sau 30 phút chờ làm. Ngon bạn. Dài. Mì thích. Mình thích nhất là mì hảo hảo các bạn. Có bạn.
trong mùa dịch này các bạn, là nhà ai cũng có chủ sẵn mì hết, nên là các bạn cũng có thể làm món này. Các bạn chỉ cần mua thêm tép vậy thôi, vừa chống dịch vừa chống đói vừa có canxi nữa các bạn. Tép rất là nhiều canxi. Mình sẽ ăn tiếp. Chuẩn luôn. Ăn đã, uống thì miếng nước người chịu phê kéo dài. Ăn mì nóng mà uống miếng nước là hơi ngon. Phê dữ. Cho miếng nước nha. Ăn đi. Đi ra ngoài đó, mì này cũng rất là dễ sơ chế luôn. Với lại đó, mùa dịch các bạn cũng không nên đi ra ngoài đâu, ở nhà ăn mì cho sướng nha bạn. Trời ơi, con chắc thử nước trên đây. Đi một xíu tiếp. Con tép đó chờ mày. Ở trời ơi, còn có đúng một con tép à. Hả? Ăn vậy? Bóc lũm luôn. Mình còn 50 con nè. Ừ không sao, không có con nào nữa bạn. Ừ không sao, ăn chậm càng luôn tốt rồi bạn. Giờ mình còn mì không à. Còn mình còn 50 con tép. Ăn chậm càng tốt, chúc còn tốt, chúc còn tép đi ăn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha bạn. Các bạn nào thích thì nấu thử món này nha, rất là ngon. Lần số 1 luôn. Bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn nha. Quê nhà channel, bye bye. Nhớ đăng ký kênh, đúng like, chia sẻ mình nha. Bye bye.